con này học bên Tây về nói ít con phải hiểu nhiều. Hiểu. Cứu em, không cứu. Có kêu mà kêu má. Kêu má. Rồi đi. Kêu mẹ. Kêu má. Mà cứu em, mà hiểu rồi là không hiểu. Không, hiểu mà. Hiểu là không kêu má. Kêu má. Là đi cứu em. Cứu em. Đi. Trời ơi, thấy chưa? Tao nói cái nhà này có ma mà không ai tin tao hết trơn. Bây giờ đi đi. Không phải có ma đâu. Có quỷ. Cả em cái gì? Con mà thấy mà thấy quỷ luôn hả? Trời ơi, tới mà tới công chuyện rồi. Bây giờ có Atula xuống đây cũng phải đi cứu hai đứa luôn. Con đi ra khỏi mà nhà này liền. Cứu đi. Đi cứu em. Đi cứu em. Cứu con. Cứu con. Không kêu mẹ. Không kêu mẹ. Đi đi đi. Mẹ ơi. Không kêu mẹ. Không kêu mẹ hả? Không kêu mẹ. Trời đất ơi, cái nhà gì mà hai ma hốt uống dữ vậy? Cái tủ lạnh cũng khóa lại nữa. Gõ hoài vậy? Giống mà ông ngoại. Ngưng rồi. Thiên linh ơi, thiên địa ơi, tề thiên đại thánh ơi. Không mà không sao, bà ấy đang điều binh khiển mà khiển tướng đi tìm người giúp bà em mà em Ngọc. Bình tĩnh cứu em Ngọc, cứu em mà em Ngọc. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh, không sao. Nhìn con cũng ngon lắm, nhiều người muốn ăn. Ăn nói là nói thằng nhỏ ông dai nhách. Ăn cơm nó có gì vậy? Nó đang bệnh mà nói gì ăn nó sợ kìa. Ý tôi nói ăn là ăn hiếp đó. Trời ơi, mình nói con. Nghe ông ngoại Úc nói nè. Hiếp con. Không ăn hiếp con. Đây nè, bả là cà lâm giống mà ông ngoại Úc. Dạ. Cái tử ăn hiếp nó lành lắm mà bả dịch ra vừa ăn mà vừa hiếp nó nặng. Cho nên là không có sao. Em Ngọc bị ăn hiếp. Dạ. Nghe. Chứ không phải hiếp nha. Em Ngọc bị ăn hiếp hả? Em Ngọc bị ăn hiếp rồi. Giữ nó lại. Cứu em Ngọc đi. Cứu em Ngọc nè. Không được ồn ào ở đây. Hả? Nếu vậy các vong linh sẽ nổi giận lên. Rồi ở đây. Chạy chạy lên. Ở đây chạy vong linh. Thiên địa ơi, thiên linh ơi, tề thiên đại thánh ơi. Cái gì vậy? Ủa mình đâu có bệnh đâu. Ủa mình chứ hả? Trời thiên ở đây đâu. Âm u quá mà thiên gì thiên. Ủa mình anh ơi, con đi hướng nào rồi mình anh ơi? Ôi! Ôi! Mình anh ơi, nhà ơi! Thiên địa ơi, thiên linh ơi, sao ông chưa đi nữa? Ủa vô hướng nào không biết? Đi đường kia! Con đã nói với chú rồi mà, nó đã không muốn thì thôi. Chú đưa nó đi coi thầy bà làm cái gì, để bây giờ nó mất luôn rồi, chú thấy chưa? Chú Út! Chú đừng có núp ở dưới cây đàn nữa. Con không có muốn nói hộn với chú nha. Mấy con cậu nó hay chui xuống dưới đó lắm à. Sao mà không biết con mà chú ở dưới. Con có con mắt ở đằng sau nè chú. Giác quan của con đó chú. Trời ơi, thôi em bình tĩnh ha. Dù sao cũng là chú Út nha ha. Bình tĩnh. Em bình tĩnh quá đó. Em bình tĩnh quá cho nên bây giờ em mới mất con rồi đó, anh thấy chưa? Bây giờ bây kêu mà đòn đòn tao mà sao đẻ mà được mà đòn. Chú nghĩ là chú đẻ không được thì chú đừng có bày ra như vậy nghe chú. Do chú mà thương nó thôi. Chứ cứ sự này chú đâu mà lường trước. Thôi. Bây giờ là cứ bình tĩnh ha, không có đổ thừa ai hết, không? Chỉ một cái miệng của chú thôi mà bây giờ người ta biết rồi đó, chú thấy chưa?
Bây giờ con không biết sao đó. Bây giờ chú làm sao chú đền con cho con đi. Minh Ngọc gì kìa? Minh Ngọc, con sao rồi con? Hả? Cái gì vậy? Con mới về tới đầu ngõ thôi á, nghe bà giấy số kể là biết nhà mình có chuyện rồi. Đó, chú thấy chưa? Bây giờ cả làng cả xóm biết hết rồi. Một cái miệng của chú thôi mà còn hơn 8 cái miệng của 8 cái mụ đàn bà nữa. Đâu có cần cái miệng của chú đâu, gia đình con ở xóm này biết trước hết mà rồi. Bây giờ người ta biết hết rồi, mẹ con sống làm sao đây hả chú? Trời ơi. Thôi, đây không phải là thời gian để cãi nhau. Mình phải đi tìm Minh Anh kìa. Minh Ngọc mà con nói mà chí phải. Ông Út sẽ mà đi mà với con. Là do ông Út nói là con bị vì sự cố nên mà Minh Anh nói mới là nôn nóng đi cứu con. Bây giờ mới ra cái sự này. Bây giờ ông Út tình nguyện đi với mà con để mà khắc phục mà hậu hậu mà hậu quả. Thôi, nói dài dòng quá hả? Chú mà đi á ha, rồi nguyên cái xóm này biết nữa, cả làng biết nữa, thành phố này biết nữa. Chuyện này bà đi với con nha. Bây giờ không có ai đi hết trơn á. Chú làm ơn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chú ngồi yên giùm con, nghe. Chú đừng đi nữa, chú định đi để chú chuồn hả? Không có qua được con đâu nghe chú. Vậy thôi. Thôi ông đừng có lo, để một mình con đi tìm Minh Anh được rồi. Còn ai phải đi theo con hết trơn á. Rồi, đi đi con, đi. Với lại ba ở nhà, khuyên mẹ là đừng có nói gì linh tinh với ông hết. Con biết lỗi của ông rồi. Con đi á. Bây giờ, con năn nỉ chú. Nghe, hồi xưa học ở trong lớp á, chú nổi tiếng là nhiều chuyện rồi. Vừa ngỗng nghiêu mà vừa nhiều chuyện. Con đã bắt cỡ với chú rồi. Bây giờ á, chú tưởng là con của chú bên châu Phi nó thành đạt hả? Chú thử coi. Coi bên đó nó ra sao rồi nha. Chú đừng có xỉa miệng vào chuyện gia đình con nữa nghe chú. Cháu ruột nói câu đó là dễ mà dễ xa nhau nghe con. Trời, bình tĩnh, em bình tĩnh, trời ơi. Em không bình tĩnh gì nữa hết. Bây giờ năn nỉ chú Út. Chú làm ơn chú đừng có là cái chợ nữa giùm con để cho con sống nè chú. Em nói gì nói ha, mình cũng đừng có hỗn hào quý vị. Dù sao đây cũng là chú Út. Còn dạ con. Nhưng mà chú cũng xép xỉ tuổi của em hả? Rồi anh biết. Nhưng mà chú gọi chú lớn theo cái chức phận thôi. Anh hiểu. Bây giờ nè khoan. Bây giờ anh với chú ở nhà giải quyết đi. Còn con em đi tìm. Em không cần ai nữa hết. Trời em. Trời ơi, này nè chú. Chú là gì nữa? Vì vợ con nó mất kiểm soát. Có thể nó nói những cái giọng điệu không có tốt. Cho chú bỏ qua nha, chú bỏ qua nha. Rồi bây giờ vợ con rồi mà đi ra đường rồi con không heo mà em chợ mày ở đây mày canh ta làm cái mà gì? Con đi theo. Em chợ. Dạ, chú đừng giận hơn vậy nha. Chú mà chú biết rồi. Vợ ơi, nếu bây giờ con mà la chú mà con mà hết giận thì chú mà sẵn sàng cho la. Đó. Bây giờ mới thấy anh hai mình tính ra cũng là hai chứ bộ. Tính ra không có biến cố gì cơ ông. Ngọc. Chú. Kiếm em Ngọc. Kiếm em Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Này, có tiền bạc chịu mày. Không. Ok rồi. Không. Mày bị khùng đúng không? Không khùng. Không cho vào đây. Kiếm em Ngọc. Ngọc nào, đưa tiền bạc đây, nhanh lên. Không có tiền. Đi đâu vậy? Không có tiền mà. Có tiền bạc gì không? Không có tiền. Đứng rồi. Kiếm em Ngọc mà. Ngọc ơi. Chắc rồi đó. Ngọc ơi, cứu Ngọc ơi. Ngọc ơi, cứu anh Ngọc ơi. Còn non đây rồi. Bỏ ra. Phân đợi đi kiếm. Xin lỗi. Lỗi mà. Minh Anh. Bỏ em ra. Bỏ em ra. Xin lỗi.
sai rồi, tất cả là tại anh hai. Xin lỗi Ngọc, xin lỗi Ngọc. Tất cả là tại anh hai. Không sao, tại em đi công tác không đúng lúc. Tới lúc anh còn anh không có em đúng không? Không sao, em về rồi nha Minh Anh. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Ngọc. Anh đi về. 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 Về nha. Về. Tụi con về rồi. À, rồi, tụi con về rồi. Bà, mẹ. Cảm ơn con, cảm ơn con. Ôi con về là bình an, bình an là mừng lắm rồi. Con ơi, con có làm sao không hả con? Trời ơi, sao người con dơ quá vậy nè? Hả? Con ơi, mệt lắm hả con? Đây, 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 mẹ chùi cho, mẹ chùi cho. Đây nè, của con nè, chùi đi con. Đây nè, mẹ chùi cho con. Chú Út ơi, chú Út ơi. Tụi nhỏ nó về rồi nè chú ơi. Tụi nó về rồi chú. Tụi nó về rồi. Thôi chú đừng có cầu nguyện nữa chú. Về rồi, về rồi, về là mừng lắm rồi chú ơi. Nè nè, cả nhà. Mà anh có nấu chè chuối ở trong. Có gì anh vô anh múc cho mọi người ăn nha. Mọi người phải ăn mới được nha. Vậy ha. Tụi con về rồi, ông đừng có buồn nữa. Mà không sao đâu mà hai con. Ông Út chỉ là ông ngoại Út, ông ngoại thừa, chứ không phải là ông ngoại ruột mà ông Út dấn sâu vào chuyện mà con mà cháu quá. Nên ông ngồi thiền cả đêm cũng đâu có nhập bằng nhập định được. Thôi, ông Út từ giờ hết, tôi muốn đi về. Chú ơi, đừng đi. Chú Út, đừng đi. Đừng đi. Ông ngoại. Chú Út. Ông ngoại Út. Ông ngoại là ông ngoại Út đủ, chứ ông ngoại không có thừa. Chú ngồi xuống đi chú. Chú Út ngồi xuống đi. Con xin lỗi chú. Tại vì con đã lỡ lời, con rầy được chú như vậy. Con hư quá, chú tha lỗi cho con nghe chú. Con như vậy là con hổn với chú đúng lắm rồi. Con sai rồi. Cậu xanh ơi, xin ra dù quyết thống làm gì nó bằng tuổi mình mà nó chửi mình như con ông đẻ. Nhưng mà không, chú Út đâu có giận tôi con. Có chung một kẻ dưới mới làm mà là lượng mà lượng trên. Đã ông Út dạ. Con về là toàn là ông Út mừng rồi. Đúng rồi. Chú Út đừng giận con nghe chú. Không có giận. Nín nín đi, nín đi. Hửi đi. Nhẹ. Xin xin lắm. Biết gì không? Anh húi húi. Sô-cô-la ngon lắm, ăn đi. Có chè chuối nè. Cũng may gia đình mình không ai bị gì hết á. Chứ không á, ba hối hận suốt đời rồi. Ba. Cái tay ba bị như vậy ba không lo. Ba lo cái gì đâu không à. Ba chỉ bị cái tay thôi, đâu bị cái chân gì đâu. Mà con lo ba chi mà thái quá vậy. Ba tới đây uống nước thôi con hiểu không, sao đó. Lo sao mà không lo. Con chỉ có một, duy nhất một người ba trên đời này thôi. Ba cứ để cho con chăm sóc ba nha. Được rồi. Ủa ba? Hả Ngọc? Trời, hai người lâu lâu vậy, con kiếm sáng giờ luôn á. Tao bụng phải tự xuống dưới bếp lấy cơm ăn à. Minh Anh. Hả? Con biết con tên gì không? Ba mới kêu con là gì? Minh Anh. Đó. Nhưng mà con kẹp hai cái kẹp nhìn ra Minh em nha. Ba. Con gái đó. Minh Anh. Anh. Anh không có bị kia nữa hả? Bị gì? Tửng á, tửng, tửng. Bậy. Nói gì vậy? Anh đang rất là tỉnh. Vậy là con đang ăn gì? Cơm. Tỉnh quá. Nó ăn mì quảng. Nó nói ăn cơm. Chưa tỉnh nha con, chưa tỉnh. Minh Anh. Gì hả? Anh biết anh lớp mấy không? Anh mấy tuổi không? Đúng là anh có học dốt hơn một đứa thiên tài như em. Nhưng mà anh cũng có nhận thức được là còn một tháng nữa là tới nghỉ hè lên lớp 11. Ê, anh nhớ giờ mới thấy nha. Em học kiết cái gì đâu mà căng thẳng á, sao mà mặt già chát như mà bà thím U30 vậy? U30 hả? Người ta sắp lấy chồng rồi đó biết không? Chồng gì? Còn không biết xuống dưới phụ anh dọn cơm hả? Một lát nữa tới giờ phụ đạo toán nha. Anh mà đi trễ nha, bị sao đỏ trừ điểm là tại em đó. Sao đỏ là lớp mấy? Ba! Hả? Cái tay ba sao vậy ba? Từ ba té hả? Ơi bệnh đó ba. Trời ơi, ba có sao không? Ôi con có mình ba thôi nha, con thương ba nhất thôi, ba đừng có sao nha. Ba ăn cơm đi ba. Ba ăn cơm. Cái này con mời ba ăn cơm hay là con cúng ba? Mời á.
Nó mời mà nó cấm đũa giống đưa lên bàn thờ. Thôi Minh Anh ơi. Thôi 3 ngàn đâu, cảm ơn con nha, cảm ơn con. Ê, một lát nữa học xong đi qua bàn Yến với anh. Minh ơi, bên con ai tới nè? Ai? Là... Yến. Minh ơi đây. Trời ơi, bà đi giống phim giờ mới chịu về hả? Tôi với Minh Ngọc ở nhà nhớ bà muốn chết luôn á. Hả? Ủa? Nó tỉnh được các bác. Bà ơi, tỉnh từ lớp 3 đến lớp 10. Còn mấy cái còn lại thôi. Ê, để ăn mừng mà quay trở về vậy đó. Tôi với Minh Ngọc sẽ hùng tiền lại. Sáng mai qua ngủ bà đi chơi, hiểu không? Sáng mai hả? Ừ. Hello em gái. Hello em gái. Con gần béo. Gần béo hả? Ờ đúng rồi, những người tự ăn mấy này đó. Thôi không ăn thì tụi ăn hết một mình. Nhắc nóng quá. Ngon quá. Nghe đi. Nghe đi.